Vào cuối tuần qua, thì tập đoàn Phan Vũ, một tên tuổi đang chiếm khoảng 30% thị phần cọc bê tông đúc sẵn, vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành phát triển của một thương hiệu Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất cọc bê tông ban đầu, đến nay, doanh nghiệp này đã vươn lên thành một tập đoàn đa quốc gia với 10 công ty con liên kết và 7 nhà máy trực thuộc. Trên chặng đường phát triển này, bên cạnh sự thuận lợi khách quan do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam phát triển nhảy vọt trong vòng 20 năm qua, thì còn là sự đúng đắn trong tầm nhìn của những người đứng đầu tập đoàn Phan Vũ. Những năm đầu của thập kỷ 90, sản phẩm cọc bê tông đúc sẵn tại Việt Nam hầu như phải dựa hoàn toàn vào nhập khẩu. Thực tế này là không thể chấp nhận với những người kỹ sư xây dựng như ông Phan Khắc Long và các thành viên sáng lập tập đoàn Phan Vũ vào thời điểm đó. Từ trang trở này, nhà máy sản xuất cọc bê tông đúc sẵn đầu tiên của Phan Vũ được ra đời tại Bình Dương. Tôi và những sáng lập viên của Phan Vũ là những kỹ sư. Mà nhìn một sản phẩm bê tông mà được nhập từ nước ngoài về thì việc đó là không thể chấp nhận được. Cho nên chúng tôi quyết định việc đó chúng ta có thể làm được và phải làm. Và cũng có thể là may mắn chúng tôi đã làm được và chúng tôi đã thành công. Nhà máy được khởi công chính thức vào ngày 14 tháng 7 năm 1997 và cũng là dây chuyền sản xuất cọc ống và cột điện bê tông ly tâm ứng suất trước đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy công suất khoảng 500.000 mét dài sản phẩm một năm. Công nghệ này cho phép tạo ra những sản phẩm có khả năng chịu lực cao hơn cọc bê tông đúc sẵn thông thường từ 2 đến 4 lần. Ngoài ra, sản phẩm còn có nhiều đặc điểm ưu việt như có khả năng chống nứt, chống uốn cao, chất lượng cọc ổn định, các thông số kỹ thuật đáng tin cậy, dễ dàng kiểm soát chất lượng tại nhà máy. Nhờ đó, sản phẩm dần được thị trường chấp nhận rộng rãi và nhanh chóng chiếm ưu thế so với loại sản phẩm cọc vuông truyền thống. Và đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối, giúp một doanh nghiệp tư nhân có những bước đi nhanh chóng và mạnh mẽ trong những năm sau này. Năm 2000 và năm 2001, chúng tôi cũng đã là những người sử dụng sản phẩm đầu tiên của bê tông ly tâm ứng suất trước của Phan Vũ. Và trong quá trình mà sử dụng các sản phẩm bê tông trong suốt những 15 năm vừa qua, thì chúng tôi nhận xét và đánh giá rằng đây là một sản phẩm đạt chất lượng và chất lượng rất ổn định. Bê tông Phan Vũ với công nghệ của Nhật đạt mác rất là cao, trên mác bê tông trên 800, và cái sức chịu tải của cọc hiện nay là có thể thay thế được cọc hoàn nhồi. Tháng 2 năm 2001, công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư các sản phẩm công nghệ mới, đầu tư bất động sản, v.v. Tháng 3 năm 2004, thành lập nhà máy Phan Vũ Đồng Nai, tập trung sản xuất cọc cung cấp cho thị trường cảng với loại cọc lớn nhất có kích thước 0,8 x 24m. Đầu năm 2005, Phan Vũ mua lại nhà máy bê tông Cần Thơ và đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bê tông Phan Vũ Cần Thơ. Nhà máy có diện tích 2,4 hectare với công suất khoảng 100 sản phẩm cọc bê tông đúc sẵn một ngày đêm. Tuy nhiên, bước chuyển ngành rõ rệt nhất của Phan Vũ phải đến tháng 2 năm 2007, thông qua việc thành lập công ty cổ phần xây dựng điện Phan Vũ tại huyện Lạc Rai, tỉnh Gia Lai. Ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp là đầu tư xây dựng các công trình điện, xây dựng công trình công nghiệp, v.v. 4 tháng sau, Phan Vũ tiếp tục mở thêm một công ty con là công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động chính của đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ là sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Cũng trong năm đó, Phan Vũ tiến hành sáp nhập các công ty và trở thành tập đoàn Phan Vũ với công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ là công ty mẹ. Đến tháng 6 năm 2008, công ty cổ phần thi công cơ giới Việt chuyên thi công đóng và ép cọc cho các dự án và công trình được ra đời tại Hậu Giang. Đến năm 2009, tập đoàn Phan Vũ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất thứ ba tại nhà máy Phan Vũ Đồng Nai, nâng công suất của nhà máy lên 100 đoạn cọc một ngày. Năm 2010, công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ ký hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn Japan Pie. Năm 2012, Phan Vũ liên doanh với Japan Pie xây dựng nhà máy sản xuất cọc BHC tại khu công nghiệp Hòn La, Quảng Bình. Đến năm 2014, Phan Vũ tiếp tục mở rộng nhà máy tại tỉnh Long An với quy mô diện tích 15 hectare, đáp ứng khối lượng sản xuất 10.000 mét khối một tháng và xây dựng cảng xuất nhập hàng cho tàu 2.000 tấn. Trong tháng 4 vừa rồi, công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ cũng vừa khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy Phan Vũ Hải Dương. Nhà máy có khả năng sử dụng 150.000 mét khối bê tông, tương đương với giá trị khoảng 600 tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là nhà máy thứ 7 của tập đoàn Phan Vũ tính đến nay.
Gần đây nhất, hôm 6 tháng 5 năm 2016, Phan Vũ Cần Thơ vừa khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy cải tạo mở rộng với công suất được nâng lên gấp 2 đến 2,5 lần. Nhà máy có khả năng tạo khoảng 150 sản phẩm một ngày đêm, tương đương với 2.500 đến 3.000 mét khối bê tông một tháng. Chỉ 2 ngày sau, nhà máy bê tông Phan Vũ Long An cũng tiến hành khởi công xây dựng dây chuyền nhà máy thứ hai với công suất thiết kế 500 mét khối một ngày đêm. Nhà máy dự kiến sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động ngay vào cuối quý 1 năm 2017. Như vậy, sau 20 năm thành lập, tập đoàn Phan Vũ đã hình thành được hệ thống 6 công ty thành viên với tổng vốn điều lệ thuộc sở hữu công ty mẹ lên đến 225 tỷ đồng. Cùng với đó là hệ thống 7 nhà máy trải dọc từ Bắc vào Nam, sản xuất theo các tiêu chuẩn hiện đại như GISA 5335-1987, GISA 5373-2004 và TCVN 7880-2008. Dọc theo chiều dài lịch sử, với những bước phát triển thần tốc của Phan Vũ là sự gắn kết và đồng hành của các đối tác, các khách hàng trung thành, trong đó có những cái tên chỉ nhắc đến đã đủ khẳng định chất lượng đối tác của họ như Samsung, Mitsubishi, Toa Corporation, Vinamilk, Masan. Phải nói nhân viên Phan Vũ một chút, từ tổng giám đốc cho nên anh em ở dưới là cũng là lứa trẻ, đặc biệt anh em kỹ thuật dưới là trẻ, nhiệt tình, sâu khoác và có kinh nghiệm. Sản phẩm của Phan Vũ thì có mang tính công nghệ cao. Trong nhiều năm liền, tập đoàn Phan Vũ liên tục lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo nghiên cứu và đánh giá độc lập của công ty Việt Nam Report. Hiện Phan Vũ đã từng bước khẳng định được tầm nhìn của mình qua việc phát triển thành một tập đoàn đa ngành nghề. Riêng với lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là sản xuất cấu kiện bê tông, tập đoàn này còn tham vọng vươn lên giữ vị thế là một trong 3 nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam. Và chúng tôi hiện nay cũng như tương lai nhìn trong cái tầm nhìn mà cái quan trọng nhất đó là đội ngũ. Và tôi kỳ vọng vào đội ngũ xây dựng trong 20 năm qua sẽ được phát triển và sẽ phát huy được những cái tinh hoa của Phan Vũ trong thời gian tới. Và tôi rất tin tưởng cái thế hệ kế thừa của chúng tôi sẽ làm tốt hơn và làm mạnh mẽ hơn và hay hơn cái thế hệ khởi nghiệp của chúng tôi. Qua 20 năm, Phan Vũ vẫn giữ vững vị trí là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các công trình với cái giá trị cốt lõi là uy tín, chất lượng, đoàn kết và sáng tạo.